Nam Cường ơi. Dạ. Tại sao con chó lại hay hỏi tại sao? Biết chứ. Vì sao? Chả biết. Mày mày không biết thừa con chó à? Tí hỏi mọi người xem. À ừ. Mày lừa được mọi người chứ mày lừa được tao đấy. Ôi giời ơi, thật là giỏi. À hôm trước lên kèn kèn mọi người khen là giọng Nam Cường rất là hay. Bây giờ Nam Cường có thể show ra các giọng nói cho các phiên bản được không? Nào, phiên bản lên channel đi. Nào, xin chào, chào mừng các bạn. Mày mà không cho tao quay hẹn em tao đập mẹ máy của mày ngay bây giờ, thể có chùa. Nào, 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 bắt đầu nha. Cái gì? Bắt đầu phiên bản lên channel. Hả? Giờ tao mệt lắm. Nói đi. Nào, nói nhá. Nào, chuyên nghiệp lên, mình là BJ chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Rồi, chuyên nghiệp nào. Nào. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel. Mình là Nam Cường. Ok, phiên bản hôm nay ăn gì đi. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hôm nay ăn gì. Mình là Nam Cường. Phiên bản là gọi ứng viên. Gọi ứng viên như hôm trước ấy. Mày quỳ là thôi tao mệt lắm mà tao xin mày. Nốt đi, mọi người rất muốn nghe giọng anh Nam Cường ạ. Chiếc clip hàng trăm triệu view. Nào, tiếp đi. 1, 2, 3. Ê, chúng ta quay đi, ta đi về. Nhưng mà khách hàng chưa duyệt kịch bản. Bây giờ mày chờ quay xong bit này đi là mày sẽ được chụp. Sẽ được gọi thế giọng gì, giọng gì? Đây ạ. Cả đời ta chỉ gọi thí sinh có 4-5 lần thôi. Đấy, thì đấy, cái giọng như hôm trước ấy. Quên rồi, cái gì mà okay. Xin chào bạn Trường. Đấy, lại là bạn. Xin chào bạn, có phải bạn Trường không ạ? Để mình mở lại cái script của mình. Đấy, mọi người ơi, Nam Cường là một HR rất là có tâm nhá. Gọi cho khách, à quên nhầm, gọi cho ứng cử viên là phải soạn sẵn một văn bản rất là dài. Sao không có Mai Hoa còn hỏi mình cái script đấy là nó gọi thí sinh cơ? Nhưng mà mình đã tự soạn một cái script khác. Rồi cái gì nhỉ? Nào, xin chào. Bạn chờ nhá. Đang một tí, tao okay. Tìm lại cái script của tao đã. Ôi. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi đâu. Nào. Ủa sao mình có nhiều cái script vớ vẩn thế nhỉ? Em không tìm thấy mày ạ. Tao không tìm thấy. À thế ạ, à? Thế chỉ cần một xin chào. À đây, 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 đây. Chào bạn, mình là đại diện của hôm nay là gì? Lời đầu tiên thì chúc mừng bạn đã vượt qua rất nhiều ứng cử viên khác để tiến tới vòng phỏng vấn chọn VJ của hôm nay là gì Hà Nội. Như đã trao đổi với bạn thì giờ phỏng vấn của bạn là vào ngày 12 tháng 3. Địa điểm phỏng vấn là... Cụ thể thì bạn đi vào phố... đấy. Đó. Wow, ê, giọng khác thật. Thế còn giọng gì nữa không? Giọng chửi mày, mẹ mày nghe đâu. Em phải đánh đá thế, ok. Dạ, dạ. Sợ quá.